già trước chứ giờ sao? Cây già. Cây này 7-5 năm gì rồi. Ví dụ như cái này là cắt trước nè. Nó lớn lớn hơn. Đít nó nám ra lần rồi không? Cây này là tại vì cũng có 40 trái. Mua xanh kinh nè. Đó, người ta trồng kế ghi sáu. Nó thụ phân chéo thì đương nhiên trái nó sẽ tròn hơn thôi. Mua này mua nhất không à, thấy không? Đâu có mua hàng gì đâu. Đây. Cây này mới đỉnh, cô đỉnh đây nè. Đó. Mua tròn do rồi đó. Đây. Thấy không? Thấy cột không? Rụng. Bộ lá của cây này rất là đẹp. Cái tuốt trên nè. Nó già, nó cắt trước á. Thì em nhìn vô cái gai đó không biết. Đi. Trên dây vàng nè. Lợi ăn mà ngọt á. Vì sao? Bơ. Vườn gì cũng có chứ, anh nói em tin không? Bên này là mận thon này, bên này trái nè. Mận thon, chín quá. Chín quá. Vườn do vậy đó. Còn này mu. Mu này mu méo không à. Cây này cây năm đầu. Còn này mới ác nè. Cái thân mình đó là ghi sáu, thân mình đây chín quá. Mà một thân nha. Nó vườn này giống y như phù thủy vậy đó. Nè. Chứ chín quá nè. Trồng do vậy đó. Chín quá là sáu học thôi. Còn đây ghi sáu, chịu nổi không? Nửa thân ở đây ghi sáu. Đọc không? Đây ghi sáu nè. Thằng già cắt lễ nè, uống đít nè. Cái này cắt lễ là ngon lành rồi nè. Dâu nè. Ăn không? Ăn cho biết. Bào chua. Bơ. Vườn gì cái gì cũng có chứ á. Ui sữa kinh tơ nè. Ui sữa hả? Ui sữa đó cuối rồi, cuối lứa rồi, nói sâu không à. Thấy hạ châu ăn được không? Nó chưa có già nên nó hơi chua nha. Em, anh nói chua là em không ăn, không dám ăn rồi. Trời đất ơi, ăn đi cho biết. Chua, té đái luôn. Té đái luôn, té đái trong vườn luôn. Gai nhiếm vỏ mỏng nè. Đó. Tuyệt vời ở mặt trời không? Đây coi cây Moserkin. Cây Moserkin này mới là đáng nói. Blackthorn nè. Thôi ở lại đi, mai về. Đi coi cây Blackthorn luôn đi. Tức quá. Già nè. Thấy đầu gai không? Hết có biết cái cây này rồi. Trời đất ơi. Nó sai trái rồi nè. Vô mùa thù riêng mặc sức mà lựa. Đồ đẹp không. Ai mà mua hàng xấu rồi bán ra khó lắm nha. Thấy đẹp ghê không? Thôi nè. Chùm không? Xin chào Vũ Quốc Phan nha. Vũ Quốc Phan có thấy cây Moserkin mà già nhất đồng bằng sông Cửu Long chưa? Và Vũ Quốc Phan có gặp cây Blackthorn mà lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long chưa? Vũ Quốc Phan có ăn dâu chưa?
Chưa có vợ thì làm gì có dâu, có rể. Thấy cây nhỏ mà trái kinh khủng không? Đây, giới thiệu với các bạn, đây là cây Musekin lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long. Trái này là nằm khoảng 3,5 kg này. Đây, mấy bạn, nhiệm vụ của mấy bạn là chỉ có ngồi ở nhà nhịp đùi, coi điện thoại thôi, coi live stream thôi, rồi mở máy lạnh rồi uống ngụm trà đá mát rượi, trong khi anh em tôi là đi vườn suốt ngày săn lùng những cái con, những cái khu vườn mà tuyệt kỹ luôn. Trái này 6 hộp, nặng khoảng 3,5 kg. Musekin nha, mình dám chắc luôn là cây này là cây nhiều trái nhất, và cái gốc này là gốc lớn nhất. Gốc Musekin lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long và cực kỳ khó bẻ luôn. Bên này một cây Musekin nữa nè, mới vừa ghép cải tạo từ cái ghi sáo lên nè. Nó bạn thấy giống mặt chưa? Cái gốc nè, cái măng cục kìa, cái chừng bệnh có chín á. Măng cục là nhìn thấy lá không à, nhưng mà muốn coi cái năng sức nó là phải chui vô trong gốc á. Ngược ra à, nó nằm ở trong dưới lá. Ôi, mùa kia này dám chừng có già sớm lắm rồi ta. Có mấy trái cái gai nhìn cũng tới chỉ lắm rồi. Quay ngược nắng mà không ai thấy được gì chứ, tội nghiệp. Kết thúc live stream đi.